Xin chào cô chú chị và các bạn. Hôm nay là ngày 4 tháng 4 thì hôm nay cũng có một số tin đặc biệt mình muốn chia sẻ đến những bà cô bác khán giả anh chị em mà quan tâm đến cuộc chiến ở Ukraine. Thì cô chú anh chị, đầu tiên là mình xin chia sẻ một chút xíu về tình hình ở trong nước, những cái cuộc tấn công của phía Nga đối với dân sự. Thì trong ngày hôm nay và buổi sáng sớm thì Nga cũng tấn công vô thành phố Kharkiv, cái khu dân cư là một cái tòa nhà chung cư á, thì làm mười mấy người bị thương và một người thiệt mạng. Một người thiệt mạng đó là một lính cứu hỏa. Thì sau khi mà những cuộc tấn công pháo kích vào đó, thì thường thường sẽ có xe cứu thương, xe cứu hỏa đến đến để mà dập lửa, giống như là giải cứu những cái người mà bị mắc kẹt ở trong những cái ngôi nhà đó. Thì Nga hầu như là cái đợt này á, đây là lần thứ rất là nhiều lần không nhớ nổi luôn quý anh chị. Có nghĩa là họ tấn công một mục tiêu, một cái địa điểm đó, xong rồi khoảng tầm 15 20 phút sau, 30 phút sau đó họ tiếp tục họ tấn công lần thứ hai. Thì vậy cái trường hợp ngày hôm nay đó là cái người lính cứu hỏa đó khi mà đến hiện trường để mà giải cứu thì bị lại một đợt tấn công lần thứ hai nữa, thì khiến cho người lính cứu hỏa bị thiệt mạng. Đây là lần thứ rất là nhiều lần, đợt trước cách đây khoảng hơn một tuần đó, cũng vậy. Tấn công vào, mình nhớ đó là khu Odessa. Nhớ cái cuộc Odessa. Hai lần của anh chị Iskander, hai lần thì làm cho lính cứu hỏa bị thiệt mạng và bị thương rất là nhiều. Không có còn gì để nói đối với lại quân đội Nga nữa của anh chị. Không phải là con người nữa. Thì cô chú anh chị nghĩ con gì cũng được. Đó, con gì mà ác á. Thì đó là tình hình đối với lại Ukraine. Nga tấn công mỗi ngày vô những khu dân sự. Thì có một cái thông tin đặc biệt trong ngày hôm nay đó. Đó là cái cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm nay, bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đó. Thì ngày hôm qua thì Bộ Quốc phòng của Nga đó là ông Shoigu đã gọi điện đến gặp Bộ Quốc phòng của Pháp để mà muốn nhờ cái sự kết nối của phía Pháp á, để mà muốn kết nối với lại Ukraine để mà đàm phán, để mà kết thúc chiến tranh, để mà hòa bình nha quý anh chị, để mà hòa bình. Nhưng mà cái sự đáp trả, tại sao lại có cái sự gọi điện, cái sự kết nối giữa Nga và Pháp trong ngày hôm qua? Tại vì sau những cái cuộc tấn công của phía của Ukraine, mấy nhiều máy bay không người lái tấn công vào những cái kho dầu của Nga, vô những cái kho sản xuất vũ khí của Nga, như vô những cái nhà máy mà liên quan, có rất nhiều nhà máy quý chị, nhà máy lọc dầu ha, nhà máy sản xuất tên lửa, nhà máy sản xuất máy bay không người lái, nhà máy lắp ráp máy bay không người lái, rồi những cái nhà máy mà sắt thép của Nga này, rồi những cái nhà máy gì mà liên quan sản xuất chip hoặc là những sản xuất cái gì mà liên quan đến quân sự là quân đội NATO tấn công rất là nhiều. Hiện tại bây giờ nếu mà tính vào những cái nhà máy mà khai thác dầu mà cái giúp cho cái nền kinh tế, tự nhiên Nga cái nền kinh tế chủ yếu 80% là nhờ vào dầu khí đốt, của vậy ha, khí đốt và xăng dầu. Thì á, Ukraine hiện tại bây giờ theo thông tin là Ukraine đã phía Nga thiệt hại đó. Hiện tại bây giờ con số gần khoảng hơn 20%, nghĩa là đến từ 20 đến 30% là những cái thiệt hại của phía Nga, là giảm cái nguồn thu của phía Nga. Và sau những cái lệnh cấm vận thì Nga hiện tại bây giờ giảm đi cái số lượng mà bán hàng nữa, như là Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ nè, rồi Ấn Độ đã hạn chế mua hầu như là hơn một tháng, còn 2 tháng nay là không có cái là không có những cái hợp đồng để mà mua hàng luôn đó. Thì hiện tại bây giờ Nga cũng túng quẫn cái phần này. Như vậy một cái thông tin liên quan nữa đó là Pháp, thì không hơn một tháng nay tổng thống Pháp Macron đó, ông luôn có yêu cầu là ông muốn đưa quân đội vào trấn giữ để giúp đỡ cho quân đội Ukraine, đặc biệt là đưa quân đội đến khu vực Odessa. Thì ông nhắm đến những cái thành phố nào mà quan trọng của Ukraine, đó là cảng Odessa, là cái cảng mà xuất nhập khẩu hàng ngũ cốc và rất là nhiều mặt hàng đó. Ở cảng Odessa rất là quan trọng để kết nối ra Biển Đen đó. Thì Pháp nhắm cái mục tiêu đó là cảng Odessa, thành phố Odessa, để mà giúp cho quân đội Ukraine. Thì tất nhiên khi mà quân đội Pháp đến đó, thì sẽ có thêm những cái hệ phòng không để bảo vệ quân đội của họ này, cái thứ nhất. Thì nó giảm đi cái áp lực đối với quân đội Nga rất là nhiều. Và một cái điều nữa, sẽ mang theo nhiều cái vũ khí để mà hỗ trợ cho quân đội Ukraine, cũng như là cho quân đội Pháp nữa. Thì rất là nhiều vấn đề. Thì Tổng thống Macron, ông khi mà ông tuyên bố những cái điều này, không phải là nói đùa nữa, mà nó có như là
đã có ý nghĩ và đã lên kế hoạch là nó sẽ được tiếp diễn tiếp tục nếu như mà cái cuộc chiến như là những cái tình hình như thế này nó kéo dài đó, rồi nó liên quan đến Hoa Kỳ, Quốc hội ngưng cái gói viện trợ rất là nhiều thứ. Rồi cựu tổng thống Trump thì ông lại nói là sẽ rút khỏi NATO, rồi rất là nhiều cái thứ liên quan. Thì ông tổng thống Pháp thì ông thấy được cái sự nguy hiểm của Liên minh châu Âu rất là lớn. Thì rất là nhiều nước khi mà ông đề xuất cái vấn đề đưa quân đội đến Ukraine thì nhiều nước không có chịu. Nhiều nước không có chịu thì thành thử ra bây giờ đặt có một cái câu hỏi đó là nhiều nước của anh chị đồng minh đó, của NATO thì nói là hình như là Hoa Kỳ luôn nói là Pháp không có được đưa quân vào, lỡ mà tấn công Pháp trực diện với lại Nga đó thì nếu mà xảy ra cái cuộc xung đột đó, thì lại sẽ ảnh hưởng đến NATO và đồng minh và Hoa Kỳ. Thì tổng thống Macron như là Pháp trả lời là như ngày hôm qua mình có chia sẻ, tổng thống Pháp nói là cái điều này nếu mà xảy ra cái sự cố gì là Pháp sẽ tự chịu trách nhiệm, không có liên can gì đến đồng minh NATO và Hoa Kỳ hết, cho nên là mọi người không còn phải quá bận tâm với cái vấn đề này. Pháp mà đưa quân vào tự lo, cũng như là cô chú anh chị thấy không, trong lịch sử chiến tranh đi, Mỹ đưa quân vào Afghanistan, đưa đánh Iraq thì có hỏi ý kiến NATO đâu, thì cũng tự đánh thôi. Thì bây giờ nếu mà Pháp muốn giúp cho Na thì tự đưa quân vào chứ bắt ai đưa quân đâu, cô anh chị, hay mà cản cái gì, đúng không? Nếu như mà thật sự quân đội Pháp, các nước Pháp mà người ta muốn giúp cho Ukraine đưa quân vào thì tại sao cản? Tại sao liên quan đến NATO đồng minh? Đó, nếu như mà cái lịch sử Hoa Kỳ và những Pháp trong lịch sử đưa quân vào nước này nước kia sao không chịu nói, bây giờ đưa quân vào, muốn đưa quân vào Ukraine lại liên quan đến đồng minh, phải chờ đồng minh chấp thuận. Cô chú anh chị thấy nó có hợp lý không? Trong thời gian này em rất là nhiều điều phải nói là nó không có công bằng đối với Ukraine của anh chị. Thì mình sẽ nói tiếp cái vấn đề giữa cái cuộc gọi thoại giữa Shoigu và Pháp. Thì sau khi mà cái cuộc gọi thoại như vậy đó thì nó có rất nhiều vấn đề, cho nên khiến áp lực của Nga nó là muốn hòa bình rất là nhiều, muốn gọi điện để mà kêu Ukraine ngồi xuống hòa bình, đàm phán hòa bình rất là nhiều lần rồi của anh chị. Từ hơn một năm trước là đã có rất sự là kêu Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc kêu gọi hòa bình, là cái mục đích của phía Nga đưa ra là phải Ukraine chấp nhận hết những cái vùng đất mà Nga đã chiếm thì sẽ có hòa bình, là như vậy. Cái phía Nga là chỉ như vậy thôi, còn phía Ukraine thì như thế nào, tổng thống Zelensky có nói luôn là ông có chia sẻ là ok, nếu như mà để mà ngồi xuống bàn đàm phán để mà nói đến hòa bình á thì ít nhất là Nga phải quay lại cái thời kỳ trước ngày 24 tháng 2 năm 2022, có nghĩa là hãy trả hết những cái vùng đất mà bốn thành phố mà coi như là Putin sáp nhập á, sau cái ngày chiến tranh 24 tháng 2 đó là sáp nhập. Thì tất nhiên bốn cái thành phố này Nga không có chiếm hoàn toàn 100%, nhưng mà có những thành phố chiếm chỉ có 57%, 57%, rồi có những thành phố chiếm 87% của anh chị, rồi có những thành phố chiếm 40 mấy%, tùy theo vào khu vực đó. Thì vì vậy nên mọi thứ nó có liên quan thế này. Mình nghĩ là hiện tại bây giờ chiến tranh coi như là nó cũng không có ai thắng ai thua hiện tại bây giờ của anh chị, nó cũng dầu như là nó cũng ngang ngửa, nhưng mà do cái pháo binh lợi thế của phía Nga có nhiều vũ khí nhiều hơn đó, thì phía Nga thua cái chỗ này. Nhưng mà về cái phòng thủ và cái cách mà chiến đấu đó, thì quân đội Ukraine giỏi và đánh đánh bỏ ngang bỏ bỏ Nga bỏ xa phía Nga luôn, là phòng thủ chắn những cái cuộc tấn công của phía Nga lên, chặn được những cái cuộc tấn công và tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, tiêu diệt những cái nền kinh tế của phía Nga, đánh xa như vậy đó, đánh tận gốc như vậy. Thì phía Nga cũng như là bây giờ cũng đang hỗn loạn về cái phần kinh tế của Nga, vậy rất là muốn hòa bình. Thì ngoài Pháp ra thì Nga gọi điện có một cái sự như là theo thông tin bí mật đó là có thể là Nga cũng đã liên hệ với lại Hoa Kỳ để mà yêu cầu là muốn Hoa Kỳ giúp đỡ cho cái sự bắt Ukraine ngồi xuống bàn đàm phán để mà nói đến cái việc hòa bình đó. Thì Hoa Kỳ trả lời như sao quý vị? Hoa Kỳ nói là hiện tại bây giờ muốn ngồi đàm phán hay không là phải phụ thuộc vào Ukraine, chứ Hoa Kỳ không có trách nhiệm. Hoa Kỳ chỉ có trách nhiệm là giúp giúp đỡ cho đất nước nào bị xâm lược nha, phải rõ, bị xâm lược, giúp cho nước đó lấy lại toàn vẹn lãnh thổ. Hoa Kỳ chỉ ủng hộ và đồng minh sẽ ủng hộ cái nước nào mà bị xâm lược, Hoa Kỳ và đồng minh có thể làm thôi. Còn cái việc mà đàm phán hay không phụ thuộc vào Ukraine. Thì một cái điều nữa là phía Nga lại hăm dọa, phía Nga lại nói là phải Hoa Kỳ và đồng minh phải Nga phải ngưng cái những cái gói viện trợ
lại không cung cấp cho Ukraine nữa. Nếu mà gửi và nhiều cái vũ khí hạng nặng cho Ukraine đó thì có thể Nga sẽ tấn công vũ khí hạt nhân vào Hoa Kỳ là đầu tiên. Thì đây là một cái câu nói là hăm dọa thôi, chứ thật sự làm hay không thì không ai biết nha, không ai biết. Tất nhiên là cái xác suất phần trăm nó coi như là nhiêu với chị, 30 70 hả, 30 vẫn nha, 30% có thể làm mà 70% không dám làm nha. Đó là cái điều mà hôm qua giờ nó cũng có một cái sự kêu là làm cho những cái dư luận đó, người ta sôi nổi, người ta bình luận rất là nhiều về những cái vấn đề này. Nhưng mà nó không có mới mẻ, nhưng mà bắt đầu bây giờ nó lại khơi lại, tại nó có những cái lý do để mà phía Nga yêu cầu đàm phán rất là nhiều. Và ngay cả họ cũng từng chắc có thể là nói với lại Trung Quốc luôn, cho nên là hiện tại bây giờ Trung Quốc á, Bộ Ngoại giao của Trung Quốc cũng yêu cầu là chúng ta hãy ngưng cung cấp những cái vũ khí lại cho Ukraine để mà nghĩ đến cái việc đàm phán hòa bình, chứ không có giải quyết được xung đột trong cái cuộc chiến này, không có thể nói ai thắng ai thua hết, nhưng mà phải nói đến cái việc hòa bình. Nhưng mà hòa bình của Nga là phải bắt Ukraine cắt đứt những cái vùng đất mà Nga sáp nhập. Còn mình có hơi mừng một chút xíu, mình có hơi mừng một chút xíu là Tổng thống Zelensky á, ông có chia sẻ đó của anh chị là có thể ngồi xuống bàn đàm phán nếu như mà Nga quay lại cái trước cái thời cột mốc ngày 24 tháng 2, có nghĩa là có thể cái vùng cái đảo bán đảo Crimea có thể coi như là cắt cho Nga là trước cái thời 24 tháng 2 của anh chị, để cho kết thúc chiến tranh sớm. Đó là Ukraine chấp nhận cái điều đó, và cái vùng Donetsk và Luhansk thì thời gian đó Nga chỉ chiếm được có vài chục phần trăm thôi. Những cái nói chung là cái thời gian nào cột mốc năm 2024 thì trả lại cho Ukraine, thì lấy lại cái phần nào mà trước cái thời gian đó đó. Thì đó là có cái sự khởi đầu giữa hai bên, cũng có chuyện nhượng bộ đó, phía Ukraine cũng có sự nhượng bộ và phía Nga coi như cũng có sự nhượng bộ. Thì cho nên là mình là công dân đây thì mình cảm thấy, cô chú chị, mình cảm thấy cũng hơi mừng nếu như mà cái sự này nó được đi đến gần hơn. Chứ bây giờ nếu mà Ukraine đó mà muốn lấy hết đó, thì lấy phải còn thời gian, phải còn đến vài năm thì tiêu hao cũng rất là nhiều, thì nó kéo dài. Và phía Nga cũng vậy, cũng không bên nào thật sự cũng là nói là ngang gần ngang rồi, thì cũng làm thiệt hại cho nền kinh tế phía Nga, mà mất đi cái nền kinh tế của những cái nhà máy lọc dầu mà cứ kéo dài như vậy. Ukraine cứ tấn công kiểu này là Nga thật sự là coi như là đi tông hết những cái nhà máy lọc dầu luôn, nếu mà tính theo thời gian lâu dài đó. Thì trong vòng có mấy tháng này thôi mà tiêu hao gần 30% cái số lượng những nhà máy lọc dầu của phía Nga. Thì nếu mà trong thời gian cứ kéo dài dài tháng nữa đến hết năm nay thử coi, thì bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu nhà máy lọc dầu nó sẽ ra đi nữa. Thì phía Nga rất là rối bời, rất là lo sợ, cho nên là mới kêu gọi hòa bình nhiều như vậy, ngồi bắt Ukraine ngồi xuống bàn đàm phán. Nhưng mà cái cuộc xung đột của phía Pháp lại chia sẻ nha, mấy anh muốn hòa bình á, thì hãy rút quân ra là có hòa bình liền. Nhưng mà phía Nga không chịu, Nga nói không, muốn hòa bình á, là phải chịu cắt đất cho những vùng đất hiện tại bây giờ mà đã sáp nhập đó, thì bây giờ ngừng lại đó. Của anh chị thì thấy cái sự mình thấy có một sự nhóm một chút xíu, mình cảm giác có một cái như là mùa xuân đến, nó nảy mầm gì đó, mình cảm giác nó cũng hơi vui vui mà hơi mừng 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 quý vị, khi mà có được cái sự hai bên như là Tổng thống Zelensky cũng nêu được cái quan điểm là nó đỡ hơn năm ngoái. Năm ngoái là lấy hết những cái vùng từ đảo Crimea luôn, lấy lại hết, nhưng mà năm nay lại nghe được một chút xíu là chấp chấp thuận, cũng như là người dân Ukraine cũng như là chính phủ hiện tại bây giờ có thể nhượng bộ một chút xíu, là cắt cho cái vùng đảo Crimea và rút lại những cái vùng, trả lại những cái vùng đất mà sau ngày 24 tháng 2 mà Nga đã chiếm đó. Thì mình hy vọng nếu mà thật sự cái điều này Nga chấp thuận, Ukraine chấp thuận thì có thể ký hợp hòa bình. Mình hy vọng là gì để kết thúc của chúng chị, chứ thật sự rất là mệt. Thì sau khi mà kết thúc mà để mà tránh cho Nga đó tấn công Ukraine lần nữa đó, thì Ukraine bắt buộc phải xây tuyến phòng thủ rất là nhiều và quân đội ở khu vực biên giới rất là nhiều. Và cộng thêm là trong cái thời gian mà ngưng chiến tranh thì cái số lượng mà máy bay không người lái vũ khí sẽ sản xuất nhiều, thiệt nhiều, củng cố cho quốc phòng thật là nhiều, để cho mà Nga không có cơ hội để mà tấn công Ukraine trong thời gian về lâu và dài trong tương lai nữa. Đó là những cái mục tiêu mà có thể là nếu như mà thật sự mà ngồi xuống bàn đàm phán để mà có hòa bình. Thật sự thì có thông tin này khi mà mình nghe được mình cảm thấy cô chú chị một nửa vui, một nửa lo, một nửa vui một nửa lo, khi mà nhóm một chút xíu có một cái sự hòa bình, một xíu lo là không biết phía Nga
Tuy là gọi điện để mà đàm phán hòa bình nhưng mà vẫn giết người Ukraine mỗi ngày, vẫn giết, vẫn tấn công ở chiến trường, vẫn khắp nơi của anh chị vẫn tấn công. Đó. Thì một cái điều nữa, hiện tại bây giờ ở Nga đó đã chiêu mộ trong khoảng sau khi mà cái cuộc khủng bố ở Krokus, trung tâm nhà hát ở Nga đó, ở thủ đô đó, thì rất là nhiều những cái phần tử mà tin vào tuyên truyền của họ là ủng hộ chế độ của họ đó, đăng ký đi lính. Hiện tại bây giờ theo cái thông tin là khoảng 16.000 người thanh niên đã đồng ý để ra chiến trường để mà họ muốn là trả thù. Tại vì cái sự việc này nó chẳng liên quan tới Ukraine, nhưng mà tuyên truyền của phía Nga nó là Ukraine làm đó, nên là đi trả thù. Thì trả thù hay không thì chuyện của họ, nhưng mà vấn đề ra chiến trường thì ở được bao lâu nè, không có kinh nghiệm hết, ra chiến trường đồng đồng không hưu quạnh, toàn là đất nông nghiệp của anh chị, đất đất rừng, rồi những cái bãi kho màu, như là những cái bãi cát trống, nó rất là, phải nói là nó rất là rộng lớn, cây cối hiện tại bây giờ nó cũng không còn gì nhiều nữa. Thì câu chuyện bị ăn máy bay không người lái nó sẽ hung nhau, nó sẽ hung những cái tên này nè, để mà sớm dời với lại những cái cha chú của nó gia nhập quân đoàn của phía phía Nga, cũng như là gia nhập một quân đội zombie gì đó. Nhưng mà cô chú anh chị thấy Nga vẫn đang chiêu mộ rất là nhiều, huấn luyện trong vòng chỉ có vài tuần đến một tháng là bắt đầu đưa ra quân, ra chiến trường hết, và đưa ra chiến tuyến đầu hết để mà làm cho cái là cái cối xay thịt đó. Thì đó là cái tình hình mà mình có thể chia sẻ với một cô bác. Thì ngồi ra có một thông tin nữa đó về cái gói viện trợ của Hoa Kỳ, thì từ hơn năm khoảng tầm hơn 5 tháng nay đó, thì Ukraine chiến đấu với lại Nga không có gói viện trợ của Hoa Kỳ. Thì ông chủ tịch Hạ viện hứa là sau ngày lễ phục sinh, và ngày đến ngày 9 tháng 4 này, có nghĩa là còn mấy ngày nữa, sẽ có thể nói về cái vấn đề có viện trợ cho Ukraine. Nhưng mà có một cái thông tin mới trong ngày hôm nay nữa đó, thì cái thời gian mà ngày 9 tháng 4 này sẽ được dời vào vài tuần nữa. Nghĩa là mình từ nói từ lúc đầu đến bây giờ là hiện tại bây giờ ở Hoa Kỳ, đặc biệt là Đảng Cộng Hòa, muốn kéo dài cái này, muốn kéo dài cái viện trợ này đến qua cái thời kỳ bầu cử. Tự vì mình cũng chia sẻ rất là nhiều lần rồi, bây giờ đang tranh những cái lá phiếu, lá bầu, nên là hai đảng với nhau tranh tranh để mà đảng nào có thể thắng đó. Cho nên là Đảng Cộng Hòa cứ kéo dài cái viện trợ của Ukraine, không muốn viện trợ cho Ukraine. Thì tất nhiên là Đảng Dân Chủ là viện trợ cho Ukraine phải nói là 99%, có thể là nói là 99% nha, là sẽ ủng hộ viện trợ cho Ukraine. Nhưng mà Đảng Cộng Hòa không có ưu tiên cái việc này, cho nên là cứ kéo dài anh chị, kéo dài gần 5 tháng nay rồi, bây giờ bắt đầu có cứ những cái lý do này sẽ kéo dài sao đến qua ngày bầu cử thôi. Nhưng mà cái việc đó coi như là Ukraine chiến đấu không còn Hoa Kỳ, coi như là mất cái niềm tin đối với đồng minh rất là nhiều, đặc biệt là hiện tại bây giờ Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản, ba cái nước ở khu vực châu Á họ rất là e ngại cái vấn đề mà khi mà Hoa Kỳ là đàn anh của quốc tế, được cái mệnh danh là cảnh sát biển, cảnh sát là bảo vệ quốc tế, tất cả các nước trên quốc tế đều xài đồng tiền của Hoa Kỳ, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tin tưởng vào đồng minh của Hoa Kỳ, vào cái điều đó là ai có GDP đó, quốc phòng nó đều hỗ trợ, đó là mua từ Hoa Kỳ hết, cho nên là cái số tiền đó đưa vào Hoa Kỳ rất là nhiều. Thì tất nhiên Hoa Kỳ giàu không phải nhờ vũ khí, rất là nhiều cái công việc kinh doanh để mà họ giàu đó, khoáng sản tài nguyên nữa và công nghệ của họ nữa, họ rất là giàu. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở chỗ là cũng một phần từ quốc phòng, cái điều này không thể nào chối cãi được. Cho nên là khi mà Hoa Kỳ mà cứ chần chừ đối với lại Ukraine, tại vì hiện tại bây giờ Ukraine cũng như là một cái tảng đá để mà che chở, Ukraine giống như là cô chú chị, như một tảng đá để che chở cả một khối ấy. Mà trong thời gì lịch sử thế giới đấy nha, trong cái thời gian mà trước chiến tranh và lâu mấy chục năm nay ấy, thì những đất nước mà đồng minh của Hoa Kỳ cũng như là liên minh NATO, khu vực châu Á này có Hàn Quốc không? Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, đặc biệt ba nước này sợ với lại Trung Quốc và Triều Tiên, thì họ luôn là đồng minh tốt của Hoa Kỳ, họ mua rất là nhiều vũ khí từ Hoa Kỳ, và những cái quốc phòng của những đất nước
Củ khói á, họ dùng đó để làm gì? Họ cũng tự bảo vệ, họ chống để bảo vệ phòng ngừa với lại Nga này, Trung Quốc, Iran. Iran thì nhỏ không nói gì, chỉ có Nga và Trung Quốc. Mà hiện tại bây giờ Ukraine là một nước nhỏ mà đang chống chọi với một đất nước lớn tốt trên thế giới, đất nước Nga, mà cái kho vũ khí hùng mạnh rất là nhiều, tuy là chất lượng không bằng của châu Âu, Hoa Kỳ, nhưng mà nó cũng có sử dụng được, nó cũng phải được 70-80%, nhưng mà nó số lượng nó rất là nhiều. Ukraine đang chống trả với lại đất nước này nè, nhưng mà hiện tại bây giờ lại kèo cọt cái gói viện trợ đối với Ukraine, thì cảm thấy rất là thất vọng và cũng như là không biết nói gì đó của anh chị. Thì những cái điều này để cho ông bà cô bác bình luận, anh chị bình luận đó. Thì cái vấn đề nằm ở chỗ đó của anh chị. Thì bây giờ mình hy vọng là đàm phán để mà có những cái kết thúc. Hy vọng nếu mà cái thật sự phía Nga chấp nhận những điều Tổng thống Zelensky đã chia sẻ cũng như là người dân Ukraine, và ngồi cái điều mà trả lại lãnh thổ thì phải đền bù chiến tranh nữa chứ không phải chuyện giỡn. Phải đền bù chiến tranh nữa nếu như muốn hòa bình, chứ không phải, mình nghĩ chắc cũng không dễ dàng gì hòa bình đúng không chị? Tại vì phải trả lại đất nè, rồi đã vậy rồi còn phải phải đền bù chiến tranh cho Ukraine nữa, thiệt hại hàng ngàn tỷ cơ sở hạ tầng, cũng như là đền bù hết cho những cái doanh nghiệp mà bị hư hại, nhà máy thép nè, lên đến là phải theo thông tin là mấy tỷ á. Cái ông chủ của nhà máy thép, ông chủ đó là thuộc về tập đoàn của chồng mình làm á, ổng đòi đền bù cho ổng mấy tỷ đô la, mười mình nhớ không làm 13 tỷ thôi chị, 13 tỷ thì nhiều quá ha, mình thật sự quên rồi, xin lỗi chị, quên con số mà tầm mấy tỷ đó, và theo kéo theo những cái nhà máy điện của ổng đó. Cho nên hiện tại bây giờ cái ông tỷ phú của người Ukraine này, cho nên là ổng rất là kiện ra tòa án quốc tế rồi, bắt Nga phải đền bù cho ông, đặc biệt là nhà máy thép và những cái nhà máy điện nữa, hiện tại bây giờ bị hư hại 80% đó. Đó là những cái thông tin mà mình chia sẻ đó mà cô bác trong ngày hôm nay. Mong rằng ông bà cô bác có những cái bình luận như thế nào thì chia sẻ ở dưới phần bình luận. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã bỏ thời gian ra nghe những thông tin từ mình. Cảm ơn rất là nhiều. Tạm biệt cô chú anh chị.